Chúng ta có ở đây là C4H8O2, H cấp đôi số C, thì K ở đây chúng ta là bằng 1. Yêu cầu chúng ta là đồng phân este. Este chúng ta có dạng là COO. Bây giờ nếu bên trái của chúng ta là hydro thì bên phải bây giờ của chúng ta đang là C4H8, đây 1C thì bên này còn lại là C3H7. Tiếp tục, nếu mình nâng cấp lên, nâng cái thằng này lên 1C tức là và 2 hydro tức là CH3 COO, thì bên C3H7 này chúng ta giảm còn C2H5. Vậy em lưu ý với thầy đó là cái C2H5 và CH3 này có thể đổi chỗ cho nhau, bởi vì este của chúng ta như thế này. Đây, giờ tôi cho bạn rõ. Este của chúng ta là C O O. Đây là R, đây là R phải. Chúng ta nhận thấy như sau. R và R phải chúng ta không đối xứng. Do đó cái CH2H5 và CH3 có thể đổi chỗ cho nhau. Như vậy mình tăng lên bên này C2H5, bên này là COO và bên này là CH3. Nếu em tiếp tục nâng nữa thì bên này là C3H7, bên này là hydro là không được, bởi vì khi đó nó trở thành axit. Như vậy tới đây là hết. Bây giờ để làm được câu hỏi này thì chúng ta dùng triết lý vô khung, triết lý đồng phân của alkan, tức là triết lý đồng phân của gốc không đo. Đó là gốc CNH2N+1, đây là gốc đo. Thì số đồng phân tương ứng là 1, 1, 2, 4, 8, 17. Điều này có nghĩa là một đồng phân tương ứng với gốc CH3, một đồng phân tương ứng với CH5, hai đồng phân tương ứng gốc C3H7, C4H9 là 4, C5H1 là 8 và C6H13 là 17. Như vậy H này không có gì là 1. CH3 có 1 đồng phân, thằng này 1 đồng phân, thằng này 1, thằng này 1 và thằng này 2. Để tính được đồng phân của este thì chúng ta lấy góc R nhân cho góc R phải là xong. Như vậy mình đi 1 đồng phân nhân cho 2, 1 nhân 2 thì đây chúng ta tính được đây nó là 2 đồng phân. Như vậy đây là 2, 1 nhân 1 là bằng 1, 1 nhân 1 là bằng 1, 2 cộng 1 cộng 1, ở đây là 4 đồng phân. Có đúng bây giờ mình chọn là câu B, 4 cái.